Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền vừa chính thức mở bán dự án khu biệt thự sinh thái cao cấp Lucasta tại đường Liên Phường, phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Tọa lạc ở điểm giao cao tốc Long Thành Dầu Dây, phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, Lucasta có tổng diện tích trên 8,2 ha với 140 căn biệt thự đơn lập và song lập, được bao quanh bởi không gian xanh, cảnh quan và hồ sinh thái rộng hơn 1.000 m2. Chúng tôi có những gói như là cho vay không lãi suất trong 3 năm hoặc là cái gói mà giảm 18% khi khách hàng thanh toán nhanh, vân vân. Chúng tôi mời SQC để quản lý về chất lượng, do đó khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về cái chất lượng xây dựng ở đây. Và chúng tôi hy vọng rằng đến khoảng quý 3 năm sau thì tất cả những cái căn nhà ở đây, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập đều được xây dựng xong. Đạt giải thưởng bất động sản 2015 với thiết kế nội thất xuất sắc, mỗi căn biệt thự có những ô cửa kính lớn, khai thác tối đa các yếu tố tự nhiên như ánh sáng, gió tự nhiên. Một trong những ưu điểm khác của biệt thự này chính là việc tích hợp các yếu tố thiên nhiên với khu tiện ích toàn diện, khép kín, có thể đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu tận hưởng cuộc sống hiện đại của cư dân.